Hello, chào tất cả anh em nha. Mấy bữa nay mình mấy công việc không lên được anh em ơi. Và hàng mình nó cũng tạm ngốt, tạm hết anh em. Đấy, nay mình lên tiếp nha anh em, nhưng hàng mình chưa về. Hàng mình là hiện tại là chưa về. Mà ngày mai hoặc ngày mốt là hàng nó sẽ về nha. Nó đang trên đường về nha anh em. Thì khi hàng nó về là mình báo cho anh em nha. Hôm nay mình lên vài chục mã cho anh em chốt nha, dao và đồ bếp, đồ nghề đồ nha anh em. Đấy thì anh em nhìn rõ trên video xem kỹ mặt hàng để biết đường chốt hàng nha anh em. Anh em lưu ý giúp mình, nhận hàng mình là không ship code nha anh em, anh em chuyển khoản đủ mình bao ship nha, cọc mình không bao ship nha anh em. Số điện thoại Zalo của mình á, anh em chốt hàng anh em kết bạn số Zalo ở dưới tiêu đề á, mà số đó là số điện thoại Zalo mình nha. Anh em kết bạn số Zalo đó rồi nhắn tin qua là chốt mã số mấy nha, mã số bao nhiêu nha anh em. Chẳng hạn như đây là mã số 1 thì anh em nhắn tin cho mình là chốt mã số 1. Đấy, của ngày bao nhiêu đó nha anh em. Đấy thì mình cũng nhắc anh em là anh em nên ghi vào cái ngày giúp mình đi cho để khỏi lộn hàng nha anh em. Vừa rồi á mình lên ngày như hôm nay mình lên anh em chốt. Đấy thì mình cũng tưởng anh em chốt ngày hôm nay, nhưng không ngờ có người là chốt cách đây 7 8 ngày về trước, làm sao mà còn được hàng nữa anh em. Đó. Thì anh em lưu ý cho mình nha. Anh em chốt ngày nào là anh em ghi giúp cái mã số đó của ngày bao nhiêu luôn nha anh em. Mình có để ngày ở dưới tiêu đề nha anh em. Rồi. Mã số 1 200k gồm có cái gì anh em? Dao nha anh em. Đây. Một con dao như thế này. Đây. Một này, hai này, ba này. Đó, dao này là mình lấy trong bãi ra, còn dao nó nằm ở thương hiệu của nước nào sản xuất thì mình không biết nha anh em. Đó, nó lộn xộn sao bằng hết á. Ôi, đây, dao gọt trái cây, dao đây. Nó có chữ, có số gì đây nè. Đây, chữ số của nó này. Đó. Rồi. Hai này. Đó. Mình để gần gần vào cho anh em xem hết luôn này. Đó. Dao rất là đẹp nha anh em. Rồi, mã này là có 2 này, 4 này, 6 này, 8 con dao nha. 8 con dao mình trả giá luôn là 200 nha anh em. 200k là rẻ rồi nha anh em. Đó. Bình thường mình bán như cái con này thì mình bán con này khoảng cỡ tầm 70 ngàn. 70 ngàn cho con dao này nha. Đó. Thì bây giờ là mình để hết cái chỗ này, dao gọt trái cây, dao thái, dao cắt đông, thịt đông đồ đầy đủ hết nha. Rồi, 8 con dao này mã số 1 200k. Đây. Rồi, tiếp tục anh em, mã số 2. Mã số 2, đấy. Mình xếp hết lên đây cho anh em xem. Mã số 2. Đây, dao đây. Đó. Anh em về vệ sinh cho nó đẹp nha anh em. Mã số 2. Cũng 8 con dao luôn nha anh em. 2 4 6 8 2 4 6 7 con. Mã này là 7 con. Đấy. Mã này là 7 con nha anh em. Mã này là 7 con dao. Mã số 7, mã số 2, 7 7 con dao này 200k. Rồi, mã số 3. Mã số 3 cho anh em này. Rồi, mã số 3 là 2 4 6 8 con nha anh em. Mã số 3 là 8 con dao này, đủ các loại luôn. Xách gọt trái cây đồ đầy đủ hết nha. Mã số 3 8 con dao 200k nha anh em, 200k cho 8 con dao này. Rồi, mã số 4. Mã số 4 là mình lên cho anh em là 10 con dao như thế này. 10 con dao rất là đẹp nha anh em, đẹp lắm anh em nha. Đẹp cực kỳ luôn nha. Anh em về về vệ sinh cho nó sạch ra là bán ok luôn anh em nha. 10 con dao. Mã số 4. Rất là đẹp luôn. Đó, mình xếp chọc chọc như thế này trên cho nó đủ cái màn hình anh em xem nha.
đó, tổng cộng cộng là 10 con dao như thế này anh em, rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, đây, anh em xem rất là đẹp luôn nha anh em, về vệ sinh ra cho nó sạch đẹp sáng sủa là bán ok nha anh em. 10 con dao mã số 4 200k nha anh em, mã số 4 200k, tính ra một con có 20.000 anh em. Anh em lấy về mình bán kiếm mỗi người một ít thôi anh em, mình cũng vậy, anh em cũng vậy anh em. Đó, kiếm ít thôi. Mình như bây giờ mình bán 200k cho 10 con đó thì tính ra một con 20.000. Anh em về bán một con cỡ 22.000, 23.000 gì đó cũng được rồi. Đó. Anh em chuyển khoản đủ là mình bao ship, anh em đâu có mất đồng nào nữa đâu. Đây là mã số 5 nha anh em. Mã số 5. Mã số 5 là nó có đủ loại dao luôn anh em. Đó, dao kiểu này. Đây, nó đủ loại luôn nha. Nó có chữ có mọc gì số gì cho ra này. Đấy. Mã số 5 là gồm có 2 4 6 8 con dao đây anh em. 8 con dao nha. 8 con dao này. Rồi, 200k. Mã số 6. Tiếp tục anh em, mã số 6. Dao đẹp lắm anh em ạ. Mã số 6. Đấy. Mã số 6, 2 4 6 8 con dao này anh em. Đấy, mã số 6 8 con dao này nha, 200k luôn nha anh em. Đó, nay mình xả cho nó hết bãi để chuẩn bị đốn hàng mới nha anh em. Đấy. Rồi, mã này là mã Tovic, Tovic dài nha anh em. Đấy, Tovic này là Tovic dài nha anh em. Lấy em cái thước em rồi. Anh em xem, đây, Tovic dài mà mình chọn đẹp hết rồi nha anh em. Đấy, như hai cây này là dài lắm nè. Nó đầu đóng nha anh em. Đầu bằng sắt đóng nha. Đó. Đây, mã này là mã Tovic dài nha. Đây anh em xem. Đó, rất là đẹp nha. Đây là Tovic dài. Mình đo cái cây dài nhất cho anh em nha. Trong này tổng cộng có 2 4 6 8 10 11 cây. 11 cây, trong đây là có 1 cây dẹp, 2 cây dẹp, 3 cây dẹp, 4 cây dẹp, 5 cây dẹp. 11 cây có 5 cây dẹp và 6 cây ba ke nha anh em. Đấy. Mình đo cái cây dài nhất này cho anh em xem này. Cây dài này là 41 nha anh em. Đó. Cái cây ngắn nhất trong này là cây này này. Có một cây này ngắn nhất này là 25. Cây này là ngắn nhất nha anh em, là 25. Đó. Còn cây này nè là 30. Cây này là 41. 41 năm luôn. Đấy. Rồi cây này là 30 gần 33. Rồi cây màu đỏ đây là 34. Đấy. Rất là đẹp nha anh em. Đây là loại Tovic dài nha, rất là hiếm có luôn nha anh em. Một bãi nó không có mấy cây hết á. Ít lắm. Đấy. Nguyên cái mã này 2 4 6 8 10 11 cây. 200k nha anh em. Mã số 7 200k cho 11 cây Tovic. Như thế này có đầu đóng có. Đấy, như cây này to nè anh em thấy không? To này. Nó gần bằng ngón út mình luôn anh em. Đó. Đây. Đầu đóng đàng hoàng nha anh em. Rồi. 200k cho mã này. Rồi, mình lên đồ bếp cho anh em nha. Đồ bếp mình đang xả luôn nha anh em. Anh em lưu ý nhìn trên màn hình giúp mình anh em đếm nha. Đây là gồm có 3 bó dao. 3 bó dao. Và một bó muỗng như thế này, muỗng rất là đẹp luôn anh em nha. Đó, muỗng rất là đẹp luôn. Đấy, thì bó dao này là 20 cái nha anh em. Một bó như thế này là 20 cái này. Đây 20 cái là thành 40 cái này. 40 cái. Cái này 20 cái nữa là 60 cái này. 60 cái và cái này 10 cái. Cái này 10 cái đủ loại kiểu dao luôn. 10 cái. Rồi. Là thành 70 cái. Mã này 70 cái 200k nha anh em. Mã số 8 200k cho 70 cái dao. Thì nếu 200k này anh em chuyển khoản đủ, mình bao ship thì không còn bao nhiêu nha anh em. Anh em tính ra đi, 70 cái mà chia cho 200 thì mấy ngàn một cái anh em. Có 2.000 thôi anh em, 2.000. Nếu mình bán ra chưa tới 2.000, có ngàn mấy cái thôi. Mà anh em 3 lần 7 là 21. Đó. Mà cái đây có 200k thôi. Thì anh em tính ra là nó có 2.000 mấy một cái thôi nha anh em.
đó là tiền anh em bỏ ra nó tầm 2.200 gì đó, 2.300 gì đó. Còn nếu mà anh em chuyển khoản đủ mình bao ship nữa thì tiền của mình thu lại đâu có được 200k anh em. Rồi, mã này nó nặng lắm nha anh em, dao này dao inox càng xài càng rửa càng sáng nha anh em. Anh em lấy về bán lẻ cũng được nha, cứ bán 10.000 một cái, 10.000 một cái vậy là anh em lời rồi. Như một bó vậy là 20 cái, một bó vậy là 20 cái, 20 cái nếu 10.000 cái thì 10 cái là 200 rồi, là có 200.000 rồi. Còn nếu anh em bán 5.000 một cái thì anh em cũng lời rồi, thấy không? Đó, 70 cái mà có 200.000 thôi. Mã số 9, đây là mã số 9 nha anh em. Đó, đây mã số 9 là mình đếm cho anh em nha. Cái này á, là mình thêm cho anh em thôi nha. Cái bó này mình không tính vào đâu nha. Cái bó này là 10 cái, 10 cái nhưng mà nó đủ loại luôn. Nó đủ loại luôn nhưng mà cái này là mình thêm thôi nha. Cái này mình thêm cho anh em thôi chứ mình gọi là mình tặng cho anh em thôi chứ mình không có bán cái này nha. Đó. Nhưng bây giờ là mình bán cái này mình đếm bao nhiêu cái nha. Một bó như thế này nè là 20 cái, 40 cái, 60 cái. Cái này 20 cái nữa là 80 cái. 80 cái nha anh em. Tổng cộng cái này là 80 cái. 80 cái 200k mã số 9 nha. Cái này mình tặng nha, cái này là 10 cái mình tặng nha. Nếu mà tính cả cái này là 90 cái luôn. Đó, mà mình tặng cái này nha anh em. Mình tặng cái bó này là riêng nha. Mã số 9 200k nha. Đây là 200k nha anh em, không phải 220 đâu. 200k. Rồi. Mã số 10. Mã số 10 cho anh em. Một bó như thế này anh em là 20 cái. 20 cái này mình đếm anh em đếm với mình nha. Đây 20 cái nĩa nữa là 40. Đây 20 cái muỗng là 60. 60, cái này 20 cái nữa. Đấy, là 80. 80, cái này 20 cái nữa là 100 tròn nha anh em. Đúng 100 luôn nha. Mã đâu rồi? 100. Đó, 100 nha. Mã số 10 200k, 100 cái này anh em. 100 cái là 200k, tính ra là bao nhiêu tiền cái anh em? 1.000 một cái hay sao? 100 cái. Rồi, mình đếm tiếp mã số 11 nha anh em, mã số 11. Cái này là 20 cái này. Đây 20 cái nữa là 4 này. Đây là dao thái nha anh em. Càng xài càng rửa càng càng đẹp nha anh em, càng sáng. 40 cái này. Cái đây 20 cái là 60 cái này. 20 cái này là lộn xộn nha anh em. Lộn xộn luôn nha. 20 cái này là lộn xộn nha. Cái này là mình tặng cho anh em thôi nha. Riêng cái này mình tặng anh em thôi nha. Đó, riêng cái bó này là mình tặng nha anh em. Lưu ý mã nào có tặng là mình nói tặng, còn không có không nói là không tặng nha anh em. Mã này là 20 cái này mình tặng theo thôi nha. Đó, mình đếm nè, 20 40 nè. Cái này muỗng này là 20 cái nữa là 60 nè. 60 nè. Cái muỗng này 20 cái là 80 nè. Mã này là có 80 cái nha. 80 cái mình tặng cho 20 cái này nữa là thành 100 cái nha anh em. Đó, mã này là 80 cái bán. Mã 11 200k. Dúng con rắn hổ phì nó thở ở đâu trời. Hả? Nghe phò phò đây. Hả? Hả? Rồi. Mà đây là mã 12 nha. Mã 12 200k. Mã 12 nha anh em. Mã 12 200k mình đếm nha. Đây, dao thái nha. Dao inox đồng vàng nha anh em. 20 cái, 40 cái, 60 cái. 60 cái và bó này là 40 cái. Đấy. 60 cái này nha. Cái này 10 cái là 70 cái nha. 70 cái. Cái bó này là muỗng đĩa lộn xộn nha. 40 cái. Đó, mình bán rẻ thôi, coi như là vừa bán vừa tặng. Đấy. À, 2 20 40 60 70 74 là 110 cái. Cái mã này tổng cộng là 110 cái nha. Đó, cũng 200k luôn nha anh em, mình xả rẻ luôn nha. 200k cho 110 cái này nha. Mã này là mã số 12 nha anh em. Anh em lưu ý chốt mã số cho mình với. Cái này ở đâu rồi? Đây nè. Thêm mũi này. Ừ.
Cái đó là siêu của thằng đấy. Có 110 cái. Rồi anh em ơi, tiếp tục nha. Đây là mã đâu? Mã 13 nha anh em. Mã 13 nha, mình đếm cho anh em nha. Cái này là muỗng này 20 cái nè. Cái này là dao thái nè, 20 cái là 4 nè. 40 cái, cái này nĩa 20 cái là 6 nè. 6 và cái này 20 cái nha. Cái này 20 cái là dao nè, rồi đồ nạy, đồ cạo gọt gì nữa nha anh em. Đó. Rồi 20 cái nữa. 2 4 6 8 nè. 80 nè. Cái này 10 nữa là 90 nè. Đó, cái này 10 nữa là 90 nha nè. 90. Và cái này 10 nữa. Mà cái đó tổng cộng là 100 cái. 100 cái cho cái mã này nha. Đó, 100 cái cho cái mã này. Rất là nhiều luôn nha anh em. Đẹp không nha. Rồi, 100 cái. Mã 13 200k. Rồi mình vào mã 14 cho anh em nha. Mã 14 cho anh em này. Mã 14 đây. 200k luôn nha anh em, 200k. Đây. 20 cái. Muỗng như thế này, 20 cái là 4. 4 và cái này 30 cái. Cái này á là mình tặng cho anh em thôi nha. Vì á mình không biết cái muỗng này nó bị lồi lên như thế này là nó bị lỗi. Nó bị lỗi hay là do nó làm như vậy mình không biết nha. Cái này mình tặng anh em chứ mình không bán nha. Mình tặng cho anh em là cái này là 38 cái nha anh em. Đây, mình có ghi là 38 cái này. 38 cái mà tặng cho anh em nha, tặng chứ không bán nha, cái này là tặng nha. Đó, mình đếm những cái mình bán thôi này, 20 nè, 40 nè, 50 nè. Cái này 10 cái nữa nha anh em. 50 nè. 50 và cái này 10 cái là 60 nè. Cái này 10 cái là 70 nè. Đó, 70 cái nha. Mã này là 70 cái. Tặng cho 38 cái này nữa cho nó 40 cái luôn. Đó. Rồi, mã này là mã 14. 200k. 15. Rồi, mã 15 cho anh em nha. Mã 15 cũng 200k luôn nha anh em, mã 15 200k. Cái này là 10 cái này. Cái nĩa như thế này là 10 cái nha. 10 và muỗng như thế này là 20 cái là thành 30 nha. 30, cái này 10 cái là 40. Cái này muỗng vá đồ như thế này anh em nè, là 10 cái nữa là 50. 50, 20 cái như thế này. Đấy, 20 cái này là 70. Cái này 20 cái nữa là 90. Rồi, mã này là mã 15 nha, 90 cái nha, 200k. Mã 15 90 cái 200k. Rồi. Mã 16. Đây mã 17 qua luôn. Đây anh em nha, mã đây là mã 16 là Covid nha, có 30 cái nha anh em, 30 cái đẹp lắm. Cái này nó đủ các loại luôn nha anh em. Nó có gọi là, để tí mình cho anh em xem nha. Nó từ nhỏ đến lớn luôn anh em nè. Nó từ nhỏ đến lớn luôn. Nó không thiếu cái gì luôn. Đấy, anh em nhìn trên hình như thế nào là nhận hàng y như vậy cho mình nha. Đó, trên này nó có sao là anh em nhận hàng y như vậy cho mình luôn nha. Trong này nó có một cái bộ gọi là, đây, một mã tôi viết 30 cái anh em dùng nè. Cái này nó có một cái bộ này là nó đi cùng với nhau nha. Hai cái lớn là dẹp, còn hai cái nhỏ này là ba ke nha. Đầu rất là đẹp nha anh em, giống như mới luôn, chưa xài luôn anh em. Đó, rồi cái mã này là 30 cái tôi viết nha. 30 cái là mã này là mã 16 nha anh em, 200k nha. Đây, mã 16 nha anh em. Mã 16 200k cho 30 cái tôi viết nha. Đây là 30 cái nha anh em. Đây là tôi viết hai chiều nè. Đấy, rút ra đảo được nha anh em. Anh em về cho dầu vào. Rồi, xong 30 cái. Đâu? Đây, mã 16 mà. 17. Rồi, tiếp tục mã 17 nha anh em. Mã 17 nha. 11 cái xà cây nha anh em. Tất cả là đẹp hết nha anh em. Anh em vô mà, tất cả là đẹp hết nha. 11 cái xà cây này là 200k cho mã 17 nha. Đây anh em nhìn nè. Đó, rất là đẹp luôn nha. Đầu nó rất là đẹp, đuôi nó rất là đẹp anh em. Đó, 11 cái xà cây mã 17 200k.
Rồi mã 18 cho anh em là đục nha. Đó, đục này là mình đã vệ sinh rồi nha anh em. Mình vệ sinh rồi và anh em về để giày xài cũng được, không thì anh em mài lại, vệ sinh lại, mài lại nước, mài đã mài nước một tí nữa là xài nha. Nói chung là mình đã vệ sinh bén đẹp hết rồi nha anh em. Đó, không mẻ không méo gì nữa hết rồi. Nói chung là tất cả là mình đã làm sạch sẽ để đánh cáp đồ hết rồi anh em. Đó, mọc đồ có trên đây đẹp hết cho anh em. Mình thấy hàng này đẹp anh em. Đó, nhỏ lớn gì nó đều hết nha anh em. Cái này nhỏ nhỏ lớn gì là đầy đủ hết nè, mã này á. 2 4 6 8 10 11 cái đục anh em. Tổng cộng là 11 cái đục này, mã 18 270k cho 11 cái đục này nha. Đấy. Rồi, cho cái đây vào đây luôn. Rồi, 12 cái đục nha anh em. Trong này có một cái này. Đó. Rồi, 12 cái đục. 270k. Rồi mình lên cho anh em mã mũi dê như thế này nha. Đó, anh em dùm kỹ trên màn hình giúp mình nha. Đấy, anh em thấy cái mũi dê đóng thì nó tà đầu nha anh em, sắc với sắc thì nó sẽ tà đầu. Đấy, nhưng mà cái chất lượng của cái mũi này biết chừng nào mà nó hư mà nói, nó rất là đẹp luôn anh em. Mình chưa có đụng chạm một tí vệ sinh nào luôn nha. Nó rất là bén nè. Anh em thấy không? Đó. Hàng Nhật là nó có giá trị của nó nha anh em. Đó. Rồi, tổng cộng là 2 mũi dẹp lớn và 2, 4, 5 mũi nhọn nhỏ nha. Mình đo sơ là cái mũi nhọn dài nhất là bao nhiêu nha. Đó, mũi nhọn dài nhất là 29 cm nha anh em. Mũi nhọn ngắn nhất trong này là 20 cm nha. Đấy, mũi dẹp dài nhất trong này là 25. Còn mũi này là 19. Đó, rồi mã này 250 nha anh em. Anh em hiểu vì nó nặng nha anh em. Nó rất là nặng luôn nha. Cái này nó bằng cái cổ tay mình luôn nha anh em. Đây, anh em dùm cái cổ tay mình nè anh em. Đó, anh em thấy không? Đấy, nó to nó nặng nha anh em. Rồi, mã này là mã 19 200k. Rồi, mình vào mã 20 cho anh em nha. Mã 20 cho anh em là dũa nha. Dũa này mình đã vệ sinh nè. Nó đủ các kiểu loại dũa luôn. Anh em dùm nè. Đó, cái này là nó dính trong kẽ, nó dính đất nè anh em. Đây, một mặt mịn. Đấy, còn một mặt như thế này nha. Có số gì trên đây. Đấy, anh em dùng đây. Đấy, hai cái này, ba cái này, bốn cái này, năm cái này, sáu bảy này, đây, tám này, chín này, đó, mười này, dũa vuông nha nè. Mười là dũa vuông, mười một là dũa vuông, 12 là dũa tròn, 13 là dũa tròn, 14 là cái dũa gì đây mình không biết nữa, 15, 16 là dũa lá, 17 là dũa tròn, 18 là dũa hợp kim nha, 19 là cái dũa ba lá như thế này nha. Đó, rất là đẹp luôn nha anh em. Rồi, tổng cộng mã này 19 cái dũa 200k, mã 20 nha anh em. Mã 20 nha, dũa này xài đang xài ok luôn nha anh em. Mình đã đánh cáp rồi. Đấy, mình đã xoa dầu cho nó đỡ xét rồi anh em. Mã này là mã 20 cho 200k nha anh em. Đủ các loại dũa. Mã 21. Rồi mình lên cho anh em là một mã tô vít đóng. Tô vít đóng nha, một loại nha anh em. Đây, mã này chỉ có vài cái này nha anh em. Nhưng mà nó là hàng này là tô vít đóng nha anh em nha. Đây. 2 4 6 cái. Đây. Cái đóng nó đầu nó như thế này anh em. Đó, rất là ok luôn nha anh em. Đây, tô vít đóng nha anh em. Đây là gọi là tô vít đóng này. Đấy, cái to nhất nè, dài nhất nè anh em. Đó, đầu nó còn đẹp 100%. Cái đó là dẹp, còn cái này là ba ke. Đó, đẹp 100% anh em. Hai cái nhỏ là dẹp, hai cái nhỏ này là ba ke nha. Đấy, đầy đủ luôn nha anh em. Rồi, mã này mã 21 200k nha. Cái này bãi mình hết rồi anh em. Hàng này rất là hiếm có luôn. Đó, hàng thương hiệu nha. Nó có đầu này là tô vít đóng này. Và vừa vặn luôn được luôn nha anh em. Gọi là mình bỏ cà lê vào đây mình vặn được nha. Mã này 200k cho mã 21. Mã 22. Mã 22 cho anh em là một đống kim như thế này nha. Mình đếm cho anh em nha. 1 này, 2 này. Mình đếm bao nhiêu cái kim lớn nha. 3 này, 4 này,
kiềm lớn 5 này, 5 cái kiềm lớn, 6 cái kiềm lớn, 6 cái kiềm lớn nha anh em. Đó, 6 cái kiềm lớn. Rồi, kiềm trung nó nè, kiềm trung của nó, để mình coi bao nhiêu cái kiềm trung nha. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 cái kiềm trung. 13 kiềm trung và 2 4 6 13 với 6 là 19 cái nha. Đây 13 kiềm trung, 16 cái 6 cái kiềm lớn và kiềm này nó nhỏ hơn kiềm đây một tí nha. 2 4 4 này. 5 này, 6. Rồi, tổng cộng là 25 cái kiềm nha. Nguyên một đống như thế này luôn là 25 cái kiềm nha anh em. Mã nằm đâu rồi? 25 cái kiềm nha anh em. Để mình coi cái mã nằm đâu vô cho anh em để anh em biết đường anh em chốt. À đây. 25 cái kiềm cho mã này nha anh em. 25 cái một đống luôn. Đó. 25 cái kiềm, mã 22, 230k. Tính ra thì bao nhiêu tiền cái anh em? Rồi cái có mấy ngàn anh em. Nếu mà tính ra 25 cái, mình tính cái 10.000 đi thì 10 cái đã có 200 rồi. Đó. Mà mình tính một cái 5.000 thì 20 cái là 200. Ở đây 25 cái thì tính có 3.000, 2.000 mấy, 3.000 cái kìm anh em ơi. Có 2.000 mấy, 3.000 cái kìm vậy thôi. Đó. Ok. Chuyển đủ là bao ship 230k cho mã 2. Mã 23 một con dao. Mã 23 một con dao nha anh em, 200k. Mình đã mài bén rồi nha. Con dao rất là đẹp luôn anh em nha. Đó anh em thấy. Con dao này là rèn bằng thủ công của Nhật nha anh em. Đó. Chui của nó nha, còn nguyên si nha, không gãy nha, còn chốt đinh đàng hoàng nha. Nó bị rớt cái cán. Cái khâu nó vẫn còn luôn. Đấy, cái khâu nó vẫn còn luôn. Chui nó không bị mục nha, nó không bị mục một chút nào luôn. Cái khâu của nó còn nè, cái chốt của nó còn nè. Đấy, một con dao rất là đẹp luôn. Rồi. Mã này là mã 23, 200k. Mã 24 cho anh em nha, là 10 cái mỏ lết. Mình chọn cái miệng nó là đẹp rồi nha anh em, mình chọn cái miệng nó thôi, chứ còn bên phần mà nó cứng anh em phải về tự vệ sinh nha. Đó. Cái này nó cũng chạy rồi anh em. Đó, mình như cái này mình cũng vệ sinh sơ rồi nè. Nó cũng nhúc nhích rồi anh em à. Đó. Một cái này, hai cái này, ba cái này, bốn cái này. Rồi, một cái size 300, ba cái là size 250. Và 1 2 3 4 cái là size 200 và hai cái là size 150. Rồi, tổng cộng mã này 10 cái, mã 24 nha. 320k cho mã này nha. Rồi mã 25 nha. Mã 25 là mỏ lết. Nói chung cái này mình đánh cáp rồi, mình ngâm dầu rồi. Đấy, thì anh em về cho nó hoạt động nha. Đây, như cái này là nó hoạt động rồi anh em à. Đó, nó hoạt động rồi nha. Cái lớn hoạt động này. Đấy, cái này cũng hoạt động rồi anh em à. Đây, hoạt động nha. Hai cái lớn á là nó quan trọng là mình làm nó hoạt động rồi. Còn hai cái nhỏ này có cái hoạt động, như cái này có hoạt động anh em. Đó. Này hoạt động, cái này thì nó hơi cứng một chút nha. Rồi. Đây anh em. Bốn cái mỏ lết này nha. Mã đâu? Đây, mã 25. Bốn cái mỏ lết này mã 25, 250. 250 cho bốn cái này. Rồi mã 26 là mình nói rõ cho anh em luôn nha. Cặp cảo này mình không biết là nước nào sản xuất nhưng mà nó chưa có xài đến luôn. Đó, chưa xài đến luôn nha anh em. Đây. Nó có đề đây là 100 này. Đây là 4 in này. Đây cũng thế nha, đây là 4 in này. Đây là S45C này. Đấy, bên đây là 100 4 in này. Nói chung là cái nào cũng như cái nào hết. Một cặp đây nha anh em. Rồi, mã 26 208 cho hai cái cảo này. Rồi mã 27 là mũi đục bê tông cho đầu 13 ly nha anh em. Đây là trong đầu 13 ly nha. Đấy, từ lớn đến nhỏ luôn. Đây, lớn đến nhỏ luôn. Nói chung là mình xếp vào đây cho anh em xem hả. Từ lớn đến nhỏ.
nhỏ luôn nha anh em. Đó. Lớn rồi đến nhỏ nữa nha anh em. Đó, từ lớn đến nhỏ luôn nha anh em. Đây. Anh em dồn đi. Đầu này là tất cả dùng cho 13 ly nha anh em. Máy 13 ly nha. Đầu đây là 13 ly, đầu còn đẹp, đầu hợp kim này còn đẹp. Đã vệ sinh rồi, đánh cáp sạch sẽ rồi. Anh em dồn thấy quá đẹp đúng không? Từ nhỏ đến lớn luôn. Cái mũi lớn nhất của nó là tầm cỡ 25 nha anh em. Đó, mình coi thử cái số nó đây. Đây, đúng 25. Đúng 25 năm luôn nha anh em. Mình cho anh em xem. Đây, 22.5 này anh em. 25.5 nha. Đấy, đây là 25 năm. Rồi. Từ lớn xuống nhỏ, mã này là từ lớn xuống nhỏ nha. Rồi, mã 27 220k cho 12 cái mũi phong bê tông này. Đầu 13 ly nha anh em. Rồi, mã 28 là kéo cắt tôn nha. Đã vệ sinh rồi. Rất là đẹp luôn. Một cái lớn nha anh em, dài nha, không phải ngắn đâu nha. Đó. Rồi, tiếp tục đến cái tên này là 2 3 4 5 5 cái 6 7 8 9 10 10 cái kéo cắt tôn. Tổng cộng là 10 cái kéo cắt tôn nha anh em. Đây. 10 cái kéo cắt tôn này là mã 28 nha, 200k. Mã 28 là 200k. 10 cái kéo cắt tôn. Mã 29. Rồi, mã 29 cho anh em là tô vít đảo chiều nha. Đây là tô vít đảo chiều nha anh em. Anh em lưu ý giúp mình nha. Đây. Cái này anh em dặn cái này nè. Dặn cái này là đảo chiều nha. Anh em về cho dầu mỡ vào cho nó trơn nha. Đây. Dặn cái này là nó sẽ đảo chiều. Chẳng hạn bây giờ mình dặn qua đây được. Đấy, mình sẽ dặn cái này lại là mình sẽ dặn qua đây được nha anh em. Đó. Đây, trong này nó có cái gì trong này. Đây anh em, nó còn nguyên cái bộ mũi vít của nó bị sét. Dặn là cái này anh em nha, nó chưa có bị hư, chưa xài đến luôn. Mình thấy còn từng cái nước này. Anh em thấy không? Nó chưa bị hư, nó chỉ có bị bụi và đóng bụi. Đấy, chứ nó chưa có bị rỉ sét gì nha anh em. Đó. Đây, mình đưa gần này anh em thấy này. Nó còn cái chất của thép, anh em thấy không? Đó. Rồi. Đây là tô vít đảo chiều nha. Đó, anh em dặn cái này nè, dặn qua dặn lại nha. Đó, anh em dặn cái này để mình đây, dặn cái này nha anh em. Dặn qua dặn lại là đảo chiều nha. Anh em muốn dặn qua trái thì đảo cái này. Đó. Dặn qua phải thì đảo cái này nha anh em. Đó. Một cái này, cái này là mất nắp rồi nè. Rồi, cái này là còn nắp nè. Để mình cho anh em, cái này mất nắp nè. Rồi, cái này trong đây còn cái gì? Mình mở hết cho anh em xem luôn. Đây, cái này cũng còn đầy đủ luôn nha anh em. Đó. Hai cái nè. Cái nào mà không mất nắp ấy thì nó còn đầy đủ. Rồi, cái này cũng y vậy luôn nha anh em. Rất là tiện luôn. Đây, còn đầy đủ luôn nha anh em. Trừ khi nó mất nắp thôi, chứ nó không mất nắp thì nó đủ. Đó là mấy cái này. Còn mấy cái kia mình coi thử ra. Đây, bốn cái tôi viết đảo chiều, một cái mất nắp nè. Cái này thì cứ đầu viết như thế này là mình bỏ vô mình dặn thôi anh em. Đó, một cái đây là dặn tiếp. Đó. Cái này á, thì anh em tháo ra được, anh em dặn cái này ra. Anh em rút cái này ra được để đảo đầu lại nha. Đầu bên trong là ba ke, đầu đầy dẹp. Đó. Mình cũng chưa tháo ra, mình chưa biết. Đó, bốn cái nè. Cái này. Này, mình tháo cái này ra luôn. Đây anh em, đầu vít cho nó đây. Đó, như đầu này là đầu ba ke này. Đấy, anh em bỏ vào đây. Đó. Ok. Rồi, rút ra. Bỏ vào đây. Còn được 3 mũi. Rồi. Tiếp đến cái này. Cái này thì trong này mất rồi, nó cũng giống như cái này nha anh em. Đó. Nhưng mà cái này đảo chiều được cái này. Đây, anh em về dặn cái này nha. Cái này đảo chiều ở chỗ này nha. Anh em về bỏ dầu mỡ vào cho cái này nó đảo chiều nha. Rồi. Cái này cũng y vậy luôn. Đó. Rồi. Cái này thì dặn vít, cái này anh em mở ra, bỏ cái đầu vít vào. Hiện tại không có cái đầu vít đó. Đó, có sao mình bán vậy. Đây. Và một cái đây nữa. Cái này thì cái chốt này anh em muốn ngắn lại á, thì anh em dặn cái này nó sẽ ngắn, nó thụt vô này. Đó. Đó.
Rồi, anh em cho nó dài ra. Chức năng của nó làm gì không biết. Rồi, tất cả ở đây anh em. Mã này 200k, mã 29 nha. 200k, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cái. 14 cái 200k, mã 29. Mã 30. Đây. Rồi, mã 30 cho anh em 12 cái dũa. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 cái dũa quá mới luôn. Đó, 12 cái dũa quá mới luôn. Mã 30, 200k. Rồi, mã 31, mã cuối cùng luôn nha anh em. Hôm nay mình lên có 31 mã thôi. Ngày mai mình sẽ lên tiếp nha anh em. Mai mình lên tiếp. Đó. Mai chắc là mình lên buổi sáng khoảng cỡ tầm 8-9 giờ đó anh em. Đó, mai mình lên tiếp nha. Và bắt đầu từ ngày mai trở đi là hàng về rồi là mình sẽ lên thường xuyên luôn nha anh em. Đây, để mình xếp cho anh em bao nhiêu cái kìm nhọn nha. Cái này mình đã ngâm dầu nè, đã vệ sinh nè. Có cái thì nó còn nặng, anh em về cứ cử động á là nó sẽ nhẹ nha. Đó, như cái này thì nó cũng nhẹ nhẹ rồi. Đó, miệng thì khít cho anh em nha. Đó, đây, khít đẹp nha, không mẻ nha anh em. Đó, đây, như cái này, nó nhẹ rồi nha anh em. Đó, đây, bóp lại thì khít luôn nè. 2, 3, 4 cái kìm nhọn, 5 cái kìm nhọn. Và kìm cắt là 2, 3, 4, 5. 5 cái kìm cắt, 5 cái kìm nhọn và 2 cái kìm bằng. 2 cái kìm bằng nha anh em. 2 kìm bằng này mình cho anh em xem cái kìm bằng luôn. Đây, 2 kìm bằng đẹp luôn nha anh em. Đó, không mẻ luôn nha. Đã vệ sinh rồi nha anh em, đã vệ sinh rồi. Đó, anh em chỉ việc về xài thôi. Đó, rất là nhẹ rồi. Rồi, mã này tổng cộng 12 cái. Mã 31, 220k. Rồi, anh em cho mình dừng video đây để mình chốt hàng cho anh em nha. Mình nốt video cho anh em chốt hàng nha. Đây anh em ơi, hàng mình cũng ngốt bãi, bữa giờ mình cũng quay anh em thấy rồi đó. Nói chung là cũng ngốt ngốt rồi. Là có khả năng là mai hàng sẽ về nha anh em. Anh em thấy còn cái gì đó đâu. Hết sạch rồi. Đó, hết sạch rồi. Còn ở đây thì đồ này là đồ mình chơi nha anh em. Mình quay cho anh em xem luôn nha. Đó. Nói chung hàng mình cũng gần hết rồi. Còn ít nữa thôi là mai hàng nó sẽ về. Tiếp tục là mình like thường xuyên cho anh em luôn nha. Đây, kéo cái cần anh em nha. Đủ các loại luôn, đủ các size luôn. Đã vệ sinh sạch sẽ bén rồi hết rồi anh em ơi. Đó. Đây, còn một ít đây, gọi là một ít cho anh em. Đó, mai hàng mình sẽ về là nó sẽ lại chọc kho lại rồi. Đó, anh em dùm thấy không? Hết rồi, hết hàng rồi. Hết hàng rồi, sạch sẽ rồi. Đó, hết sạch rồi. Rồi, ok. Chào anh em nha. Up video cho anh em chốt hàng đã.